Xin chào 500 anh chị em. Hôm nay mình sẽ trả lời các câu hỏi của anh chị em trong cộng đồng Việt Creators, các câu hỏi liên quan đến kiếm tiền Facebook. Bạn Vũ Công Nghĩa đặt câu hỏi: Các bác ơi, nếu mình lấy clip của kênh mình trên YouTube, lấy nhạc từ thư viện của YouTube xong, mang sang đăng lên page của Facebook, mục đích để sau bật kiếm tiền trên Facebook thì vụ nhạc có sao không các bác? Nên hay không nên? Và có lưu ý gì không? Tức là anh chị em phải hiểu rằng là nhạc của thư viện YouTube là chỉ được phép sử dụng ở trên YouTube mà thôi. Khi bạn mang sang Facebook thì nó là một cái platform khác rồi, thì rất có thể là cái nhạc đó sẽ bị bắt bản quyền. Và thực tế là rất nhiều anh chị em đã sử dụng nhạc của YouTube và cũng đã bị bắt bản quyền. Chính vì vậy mà anh chị em hãy cẩn thận một chút. Có hai phương án. Phương án thứ nhất là chúng ta sử dụng nhạc trong studio của Facebook. Còn phương án thứ hai là chúng ta có thể mua nhạc bản quyền từ một cái website nào đó, ví dụ như Epidemic Sound hoặc là Atlas chẳng hạn, để sử dụng. Thì những cái nhạc mà bản quyền mà mình đã mua đó thì chúng ta sẽ được sử dụng ở trên cả hai nền tảng luôn. Lỗi không nguyên gốc. Lỗi không nguyên gốc là một vấn đề mà có thể nói là bệnh kinh niên, dai dẳng, mãi vẫn không có thuốc chữa. Bạn Đỗ Thiên đặt câu hỏi: Các bác cho em hỏi chút ạ. Video em làm chỉ đăng trên nền tảng Facebook vậy mà vẫn bị dính không nguyên gốc, có cách nào khắc phục không ạ? Hay là bạn Tuyền Nguyễn: Trang fanpage của mình tạo được gần 2 tháng nhưng đã bị báo vi phạm nội dung không nguyên gốc và không được bật các tính năng đăng ký kiếm tiền sau này. Tại sao các video này mình đều tự quay, tự edit và lồng tiếng nội dung vậy, phải làm sao? Cảm ơn mọi người. Vấn đề lỗi không nguyên gốc này, trên thực tế thì chúng ta vẫn thường hiểu lỗi không nguyên gốc này giống như lỗi ở trên YouTube là lỗi nội dung sử dụng lại. Tức là ý của họ nói là cái nội dung của mình không phải do mình làm ra, mình lấy từ một nguồn nào đó, từ trên YouTube hoặc là từ bất kỳ chỗ nào đó trên mạng, hoặc là lấy của người khác mang về làm thành content của mình và đăng lên để với mục đích kiếm tiền. Tuy nhiên là tất cả anh em ở trong cộng đồng Việt Creator của chúng ta đều đã biết là đều tự làm content gốc, nhưng tại sao vẫn bị? Thì có thể nói cái lỗi này là do cái hệ thống của Facebook nó chưa được hoàn thiện như ở trên YouTube, cho nên là mình thấy là các cái tín hiệu mà Facebook sử dụng để nhận định đấy là một trang có nguyên gốc hay không ấy, có phải là content của nhà sáng tạo đó làm ra hay không, thì những cái tín hiệu đấy nó vẫn chưa được chính xác cho lắm. Đồng thời là cái số lượng người thật support ở trên Facebook còn rất ít so với YouTube. Đối với YouTube, khi nền tảng YouTube bắt lỗi sai như thế này thì chúng ta có thể liên hệ với support, chúng ta có thể nói chuyện với người thật và chúng ta cung cấp những bằng chứng của mình để chứng tỏ rằng là cái video đó do mình làm ra. Chẳng hạn như mình quay lại cái hiện trường quay phim của mình, quay lại cái chỗ mình ngồi edit video, mình chụp hình gửi cho người ta thì sẽ được ngay. Nhưng mà ở trên Facebook thì không như thế, mình chỉ có một nút kháng thôi và bấm nút vào đấy, không được gửi thêm những cái thông tin, cái bằng chứng để làm rõ cho mình gì cả, mà mình chỉ bấm nút kháng rồi gửi cho support của Facebook và chắp tay cầu nguyện thôi. Được hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Có một số biện pháp mà chúng ta có thể sử dụng như sau. Là biện pháp thứ nhất là khi mình làm ra video ấy thì mình sẽ đăng lên Facebook trước rồi mới đăng lên bất kỳ nền tảng nào như TikTok hay là như YouTube sau cùng. Tại vì sao lại như thế? Tại vì là cái hành vi mà re-up ở Việt Nam nó đang còn rất là phổ biến. Cho nên là nếu mà bạn đã có một thương hiệu khá lớn ấy, thì người ta sẽ cài tool vào trong cái kênh YouTube hoặc là cài tool vào trong các cái tài khoản mạng xã hội của bạn. Thì ví dụ bạn đăng lên YouTube trước chẳng hạn, thì khi bạn vừa đăng lên ấy, trong vòng một giây sau là cái tool đấy sẽ tự động download cái video của bạn và tự động đăng tải lên trang của người ta. Thì bạn đăng lên page của bạn sau ấy, thì đấy sẽ là một tín hiệu để Facebook nhận định rằng nội dung của bạn không nguyên gốc. Cho nên nhớ nha, khi mình làm ra video, nếu mình ưu tiên kiếm tiền trên nền tảng Facebook thì mình sẽ đăng ở trên Facebook trước. Biện pháp thứ hai là khi mà mình thấy bất kỳ ai re-up nội dung của mình đăng lên page của họ thì bạn hãy chịu khó tìm hiểu và đánh bản quyền. Mình sẽ để link để đánh gậy bản quyền Facebook ở trong phần mô tả của video. Nhìn chung thì anh em creator sáng tạo của chúng ta mình thấy nói chung khá là hiền. Không muốn va chạm với ai, đặc biệt là khi mình thấy những trang mà cực kỳ lớn, triệu sub chẳng hạn, triệu người theo dõi mà họ đăng của mình thì cũng ngại va chạm. Nhưng mà các bạn hãy nghĩ về quyền lợi của mình, đấy là cái thứ nhất. Đồng thời là mình cũng nghĩ về quyền lợi của tất cả anh em làm sáng tạo trong cộng đồng sáng tạo nói chung. Chính vì những cái hành vi re-up này mà mình cứ bỏ qua như này mà khiến cho việc bật kiếm tiền trên Facebook ở Việt Nam nó vẫn đang rất khó khăn. Tại vì cái thị trường nó không được minh bạch trong sáng mà. Cho nên là vì quyền lợi của mình, vì quyền lợi của tất cả anh chị em, hãy mạnh dạn đánh gậy.
Nếu các bạn gặp khó khăn gì thì hãy đăng yêu cầu lên trên cộng đồng Việt Creators để tất cả anh chị em có thể trợ giúp bạn. Biện pháp thứ ba là mình thấy một số người vẫn làm là người ta sử dụng RM. RM ở đây tức là Right Manager, là cái hệ thống bảo vệ bản quyền của Facebook tương tự như Content ID ở trên YouTube vậy. Thì nếu bạn quen những trang nào có RM, bạn có thể nhờ người ta quét và gỡ bỏ. Tại vì bản chất là mình muốn tìm kiếm những trang re-up nội dung của mình để xóa bớt đi, để giảm bớt những cái tín hiệu mà Facebook cho rằng là nội dung của mình là không nguyên gốc. Nhưng mà cái sự tìm kiếm content ở trên Facebook nó khó hơn trên YouTube rất nhiều, tại vì bản chất của nó không phải là máy tìm kiếm mà YouTube mới là máy tìm kiếm. Cho nên là mình phải sử dụng cái RM này. Cái cách hoạt động của nó là mình sẽ upload toàn bộ video của mình vào trong RM và mình dùng RM để quét thì nó sẽ ra hết tất cả những nội dung re-up. Đã có một số anh chị em hỏi mình là liệu có thuê được RM ở đâu không? Thì mình đã từng nhìn thấy, cái này không có nhiều ở trên thị trường, nhưng mà mình đã nhìn thấy một vài nơi cho thuê RM với mức giá khoảng từ 7 đến 8 triệu đồng một tháng. Nếu anh chị em quan tâm thì mình có thể kết nối giúp, và mình hiện tại mình đang giúp rất nhiều trang có RM, thì mình có thể liên hệ để hỏi xem các bạn đấy có sẵn sàng cho anh chị em mình sử dụng thuê RM của họ hay không, để quét không nguyên gốc hay không. Còn một biện pháp nữa là như mình đã nói ấy, thì cái lỗi không nguyên gốc này thực ra hiện tại cũng đang rất là phổ biến và rất là nhức nhối trong anh em làm sáng tạo chúng ta. Nhưng mà theo như mình nhận thấy, so với thời gian khoảng 1 năm về trước thì cái lỗi này đã giảm bớt rất nhiều. Thời gian về trước thì tỷ lệ không nguyên gốc lên tới 50-60% số trang cơ, nhưng mà hiện tại thì chắc chỉ còn khoảng 30% thôi. Với lại nữa là thường nhiều trang nếu mà bị không nguyên gốc như thế, nhưng mà nếu bạn vẫn bền bỉ đăng video và video nhận được tương tác tốt, tương tác thật từ khán giả, thì tỷ lệ được nhả lỗi khá là cao. Vậy cho nên là anh chị em hãy vững tâm và để tiếp tục phát triển những cái trang đó. Cái biện pháp mà mình có thể sử dụng là mình sẽ có thể kéo song song thêm một trang phụ nữa. Tại vì mình đã có thương hiệu rồi mà, cái thương hiệu của mình mới là cái quan trọng nhất. Thì khi đã có thương hiệu rồi, số lượng video bạn làm ra, ví dụ có 10 video thì bạn chia đôi ra 5 cái đăng ở trên cái trang chính của bạn đã bị lỗi không nguyên gốc, và 5 cái bạn đăng lên cái trang mới. Sau này nếu mà được bật kiểm tuyên cả hai bên thì mình đã có luôn cả hai bên luôn. Cái chuyện đó cũng rất là có lợi, tại vì là kiểm tuyên ở trên mạng này nhiều chuyện mình không thể kiểm soát hết được, nhiều cái rủi ro có thể xảy ra, ví dụ bị cắm cơ chẳng hạn, bị anti fan người ta report chẳng hạn, hoặc là bị liên quan đến chính sách gì đó, chính phủ Việt Nam thậm chí có thể can thiệp để yêu cầu gỡ bỏ nội dung của mình. Cho nên là sau này nếu mà có sự cố gì xảy ra chẳng hạn thì mình bị trang này, mình vẫn còn trang khác để kiếm tiền, như vậy rất tốt. Nice. Câu hỏi lớn thứ ba của rất nhiều anh chị em, đặc biệt là những người mới, là làm sao để phát triển page. Bạn Tân Hoàng đặt câu hỏi: em xin phép chào mấy anh chị và mọi người lão làng ạ. Em đang muốn tìm hiểu về Adbreak, hiện tại cũng đã có fanpage nhưng lượt theo dõi còn quá ít, không đủ điều kiện. Có cách nào anh chị em làm để kéo nhiều người theo dõi hơn, nhanh đủ điều kiện của Facebook không ạ? Nhìn chung là hiện tại thì Facebook cái Creator Studio của người ta đưa về ít dữ liệu hơn rất nhiều so với YouTube. Cho nên là cái việc mà SEO như thế nào, cái việc mình thay đổi nội dung thế nào dựa trên cái dữ liệu như ở trên YouTube là đang rất là khó khăn. Nói chung là anh chị em chúng ta làm theo cái cảm nhận bản năng của mình thôi. Làm sao mục tiêu của chúng ta vẫn là thumbnail và tiêu đề kích thích khán giả click vào để xem, và trong nội dung diễn biến của video thì mình làm sao để giữ chân người ta. Thì càng làm được hai điều đó thì video sẽ lên nhanh thôi. Có một số tip nhỏ mà mình nhận thấy trong quá trình cùng làm Facebook với anh chị em Việt Creator trên các cái trang đang bật kiếm tiền mà mình cầm ấy. Thì thứ nhất là về format của video, các bạn hãy giảm bớt cái kích thước theo chiều ngang 16:9 ấy, mà cố dồn nó hoặc là hình dọc như ở trên TikTok, hoặc là hình vuông. Hiện tại thì theo dữ liệu thống kê của Facebook đưa ra ấy, thì cái format khung hình tỷ lệ view nhiều nhất ở trên Facebook là 4:5, tức là nó cũng không hẳn là vuông nhưng mà nó gần như là vuông. Cái tip thứ hai để nhanh phát triển page ở trên Facebook là cái diễn biến. Thông thường thì cái hành vi xem ở trên Facebook nó tốc độ cao hơn so với YouTube một tí. Thông thường là người ta lên Facebook vì người ta làm nhiều chuyện khác, để đọc tin tức, để xem những cái cập nhật của bạn bè, để kết nối, để chat, để nói chuyện với bạn bè nữa. Và cái việc xem video thì nó vẫn chỉ là một phần thôi, cho nên là thông thường các cái video dài 30 40 phút trên YouTube hoặc thậm chí 1 tiếng 2 tiếng, mình vẫn thấy là trong những cách làm khá thành công là người ta edit ngắn gọn lại chỉ 3 đến 5 phút thôi. Với cái tốc độ diễn biến cao hơn như thế thì khả năng được viral, khả năng có view ở trên Facebook nó cao hơn. Tất nhiên là cái này các bạn cũng cân nhắc khi suy nghĩ nha. Quan trọng là cái định vị của mình ở trong khán giả như thế nào, những cái nội dung nào mà cái định vị của các bạn là chậm
chậm ấy, khi mà đã có lượng khán giả nhất định rồi, các bạn hãy cố gắng làm chậm lại. Cái tip thứ ba liên quan đến phát triển Facebook mà mình muốn chia sẻ là các bạn hãy để ý đến những vấn đề nhạy cảm, dễ vàng tiền ở trên Facebook. Theo mình đánh giá thì khả năng content bị vàng tiền ở trên Facebook cao hơn YouTube rất nhiều. Cùng những cái lỗi đó, nhưng mà cái thuật toán của YouTube nó phân biệt được ngữ cảnh như thế nào. Mình nói chẳng hạn như cùng mặc bikini hở hang chẳng hạn, nhưng mà ở trên YouTube người ta có thể nhận diện rằng đây là bãi biển, hoặc đây là một cái nội dung về giáo dục hay là thời trang gì đấy. Nhưng mà ở trên Facebook thì khi nhận thấy những yếu tố nhạy cảm là người ta bắt vàng tiền ngay. Mà khi mà trang bị vàng tiền nhiều ấy thì các bạn đều biết là sẽ bị bóp về độ phủ, hoặc thậm chí là kênh sẽ bị tắt kiếm tiền. Cho nên cái đấy chú ý những vấn đề nhạy cảm. Như mình đã nói lúc nãy ấy, cái đội ngũ support của Facebook rất ít, cho nên là một khi mà bị vàng tiền hay là bị đánh gậy, gậy cộng đồng này nọ thì các bạn không có cách nào để khiếu nại đâu. Mình đã khiếu nại thử nhiều lần rồi và không, hầu như là không có cái nào về được. No God, please no. 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 Cho nên là cố gắng giảm bớt những hành vi nhạy cảm, những cái bạo lực, những cái nội dung gợi dục ở trên Facebook. Câu hỏi lớn thứ tư chính là câu hỏi mà nhiều người quan tâm nhất, là vấn đề bật kiếm tiền ở trên Facebook, bao gồm cả bật kiếm tiền cho trang, tức là các cái video dài trên 1 phút, và bật kiếm tiền cho Reels. Ở đây mình sẽ show một số câu hỏi. Có rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà nhìn chung là anh chị em đều muốn hỏi là trang của Facebook và Facebook Reels có kiếm tiền được ở Việt Nam hay không. Thì hiện tại là đến thời điểm hiện nay, nếu các bạn sử dụng banh thuế của Việt Nam để ad để bật kiếm tiền thì vẫn chưa được, và bắt buộc phải sử dụng banh thuế của nước ngoài. Nếu anh chị em có trang đã đủ điều kiện bật kiếm tiền của Facebook thì có thể liên hệ trực tiếp với mình để mình sử dụng banh thuế Canada để bật kiếm tiền cho anh chị em. Hiện tại cái điều kiện để mình nhận là 1 triệu view 1 phút trong vòng 28 ngày qua. Nếu anh chị em có nhu cầu thì có thể inbox trực tiếp cho mình để mình hỗ trợ. Xin cảm ơn 500 anh chị em. Chúc anh chị em thành công với mặt trận kiếm tiền trên Facebook. Hẹn gặp lại trong các video lần sau của Việt Creators.